14 phân khu là thông tin gạch mới nhất trong trung tâm thành phố Nha Trang giai đoạn từ nay đến 2040. Thanh Vân Lên xin kính chào tới tất cả mọi người đang xem video này của Thanh Vân. Thanh Vân Lên, bất động sản thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, chuyên phân phối các dự án nhà phố, căn hộ chung cư, căn hộ dịch vụ apartment, dòng liền kề, shop house, mặt bằng kinh doanh, đặc biệt là phân khúc khách sạn. Cảm ơn sự tương tác của mọi người và sự ủng hộ của mọi người trong suốt thời gian vừa qua. 14 phân khu khác nhau, mỗi khu vực sẽ có những cái định hướng về quy mô, về diện tích, dân số và những chức năng cụ thể. Phân khu thứ nhất đó là khu vực trung tâm ven biển và phía nam sông Cái, diện tích khoảng 676 hectare, dân số dự kiến là khoảng 140.000 người, là trung tâm du lịch cả nước, là trung tâm hành chính văn hóa thương mại cấp tỉnh và thành phố. Phân khu 2 là khu vực sân bay Nha Trang cũ và vùng phụ cận, diện tích khoảng 263 hectare, dân số dự kiến khoảng 23.200 người, là trung tâm dịch vụ du lịch, văn phòng thương mại tài chính vùng Nam Trung Bộ. Phân khu 3, khu vực phường Phước Long, Vĩnh Trường, Vĩnh Nguyên, diện tích khoảng 640 hectare, dân số dự kiến khoảng 60.500 người, là trung tâm dịch vụ du lịch biển, dịch vụ cảng biển du lịch vùng Nam Trung Bộ. Phân khu 4, khu vực phía tây đường Lê Hồng Phong, diện tích khoảng 501 hectare, dân số dự kiến khoảng 70.000 người, là khu đô thị mới đan xen dân cư hiện trạng cải tạo chỉnh trang. Phân khu 5, khu đô thị ven biển phía đông đường sắt từ bắc sông Cái đến mũi Kê Gà, diện tích khoảng 1.212 hectare, dân số dự kiến khoảng 108.800 người, là khu trung tâm đô thị ven biển hiện hữu, du lịch dịch vụ ven biển. Khu vực 6, khu vực phía nam núi Cô Tiên nhỏ đến phía bắc núi Hòn Ngang là núi Cô Tiên lớn, diện tích khoảng 1.631 hectare, dân số dự kiến khoảng 16.100 người, là khu trung tâm đô thị hiện hữu, dịch vụ du lịch ven biển. Phân khu 7, khu vực đô thị phía bắc sông Cái và khu vực Hòn Nghê, diện tích khoảng 1.316 hectare, dân số dự kiến khoảng 47.600 người, là trung tâm giáo dục, y tế, dịch vụ nước khoáng nóng. Phân khu 8 là khu vực đô thị phía tây Nha Trang, diện tích khoảng 1.584 hectare, dân số dự kiến khoảng 109.300 người, là trung tâm khoa học kỹ thuật, nghiên cứu, đào tạo mới. Phân khu 9, khu vực phía nam đường Phong Châu và khu vực phía tây sông Tắc, diện tích khoảng 1.966 hectare, dân số dự kiến khoảng 82.300 người, là khu đô thị trung tâm hành chính mới, dịch vụ du lịch sinh thái núi, dịch vụ y tế vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Phân khu 10 là khu vực Phước Đồng, Hòn Dớ, phía bắc núi Cù Hin, diện tích khoảng 4.626 hectare, dân số dự kiến khoảng 64.100 người, là trung tâm giáo dục, thể dục thể thao và dịch vụ du lịch sinh thái. Phân khu 11 là khu vực Đồng Bò, Tràng É, diện tích khoảng 810 hectare, dân số dự kiến khoảng 11.000 người, là khu công nghiệp và dịch vụ logistics. Phân khu 12 là khu vực phía tây bắc quốc lộ 1 thuộc xã Vĩnh Phương, diện tích khoảng 2.522 hectare, dân số dự kiến khoảng 8.900 người, là khu vực làng xóm hiện trạng cải tạo công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Phân khu 13 là khu vực xã Vĩnh Lương phía bắc núi Hòn Ngang, diện tích khoảng 3.828 hectare, dân số dự kiến khoảng 28.200 người, là khu dân cư hiện hữu, cải tạo chỉnh trang kết hợp với du lịch sinh thái núi rừng. Phân khu 14 là khu vực biển thuộc vịnh Nha Trang, biển ven bờ xã Vĩnh Lương và các đảo thuộc thành phố Nha Trang, diện tích khoảng 3.848 hectare, dân số dự kiến khoảng 10.000 người, là trung tâm dịch vụ du lịch biển đảo quốc gia và quốc tế kết hợp với an ninh quốc phòng. Trên đây là 14 phân khu thuộc quy hoạch mới nhất của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa giai đoạn từ nay đến 2040. Thanh Vân Lên xin cảm ơn tới tất cả mọi người đang ủng hộ và tương tác trên các kênh của Vũ Thanh Vân Official cũng như là hệ thống của Thanh Vân Lên chuyên phân phối nhà phố, căn hộ, dự án, đặc biệt là những cái phân khúc về khách sạn cũng như là về những cái căn hộ dịch vụ liền kề, đặc biệt là phân khúc khách sạn và căn hộ dịch vụ apartment tạo dòng tiền cho thuê hàng tháng hàng năm. Cảm ơn sự tương tác của mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo.